ngôi sao Hoa ngữ gặp nhau trên phim trường và tìm được bến đỗ hạnh phúc với chính người bạn diễn của mình đã không còn xa lạ trong giới giải trí nói chung và showbiz nói riêng. Không chỉ đẹp đôi, nhiều cặp phim giả tình thật còn có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. 1. Cặp đôi Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa. Cặp đôi phim giả tình thật được nhắc tới đầu tiên đó chính là Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2006 khi quay bộ phim Âm Thanh Của Sắc Màu. Sau đó thì họ giữ mối quan hệ bạn thân suốt nhiều năm. Đến năm 2011, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục hợp tác với Lâm Tâm Như trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi, là bộ phim đầu tiên mà nữ diễn viên làm nhà sản xuất. Cũng từ đây, sổ lên nhiều tin đồn về quan hệ trên mức bạn bè của cặp sao xứ đài. Song họ đều chọn cách im lặng. Mãi đến năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa mới xác nhận chuyện hẹn hò và nhanh chóng tổ chức hôn lễ khiến khán giả ngỡ ngàng. Sau này, trong một lần trả lời phỏng vấn, tài tử xứ đài từng thừa nhận rằng anh đã cảm nắng cô bạn thân từ lần gặp đầu tiên nhưng không dám mở lời. Giữ kín tình cảm suốt 10 năm trời, đến sinh nhật lần thứ 40 của Lâm Tâm Như, anh bất ngờ tỏ tình và nhận được lời đáp lại từ cô. Từ tình bạn trở thành tình yêu, từ bạn diễn trở thành vợ chồng, đến nay, cặp đôi Khuynh Thế Hoàng Phi đã có một cô con gái đầu lòng và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc. 2. Cặp đôi Đặng Siêu – Tôn Lệ. Cư dân mạng xứ Trung thường ví chuyện tình của Đặng Siêu và Tôn Lệ như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngay giữa giới giải trí đầy thị phi. Sau khi đóng chung trong Hạnh Phúc Như Hoa, Đặng Siêu đã cảm nắng người bạn diễn xinh đẹp hiền lành Tôn Lệ. Sau thời gian yêu thầm, Đặng Siêu quyết định dùng sự chân thành của mình để chinh phục trái tim người đẹp. Trồng cây si suốt nhiều tháng, cơ hội tái hợp trong bộ phim Mật Ngọt vào năm 2006 đã giúp tình cảm của họ tiến triển, nam diễn viên có được cái gật đầu từ Tôn Lệ. Đặng Siêu và Tôn Lệ đã bên nhau 11 năm, cùng trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đến nay họ được coi là gia đình kiểu mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ. 3. Cặp đôi La Tấn – Đường Yên. Truyền thông xứ Trung gọi chuyện tình La Tấn – Đường Yên là câu chuyện tìm lại người đã bỏ lỡ, bởi họ từng có khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2013 khi cùng hợp tác trong bộ phim Loạn Thế Gia Nhân nhưng đã sớm kết thúc. Đến 2 năm sau đó, hai ngôi sao dù giữ mối quan hệ đồng nghiệp nhưng vẫn cực có phản ứng hóa học khi hóa thân thành đôi tình nhân trong Cẩm Tú Vị Ương, Người Tình Kim Cương và Quý Khứ Lai. Trong đó, có lẽ Cẩm Tú Vị Ương là bộ phim kết mối lương duyên trọn đời của vợ chồng La Tấn. Họ chính thức công khai hẹn hò vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của Đường Yên. Sau 2 năm hẹn hò, Đường Yên và La Tấn chính thức về chung nhà bằng đám cưới đẹp như mơ và đón con đầu lòng sau một thời gian. Trong một chương trình, Đường Yên từng chia sẻ về lý do yêu La Tấn là bởi anh có trái tim ấm áp, luôn yêu thương và chăm sóc cô. 4. Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong. So với những cặp đôi trên thì chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có phần âm thầm và kín đáo hơn. Tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu nổ ra sau khi cặp diễn viên đóng chung trong bộ phim Tây Du Ký 3 – Nữ Nhi Quốc. Dù không ít lần bị bắt gặp tay trong tay hẹn hò, dùng đồ đôi nhưng mà họ luôn né tránh mỗi khi được hỏi về mối quan hệ. Đến năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp trong bộ phim Minh Lan Truyện. Vào ngày sinh nhật lần thứ 31 của nàng Tiểu Hoa Đán, đôi trai tài gái sắc bất ngờ công khai tình cảm bằng cách khoe giấy chứng nhận kết hôn trên mạng xã hội. Sau này, khi được hỏi về mối duyên với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cho biết cặp đôi chính thức hẹn hò sau khi Tây Du Ký 3 vừa đóng máy. Đến Minh Lan Truyện đã có tình cảm vững chắc. Chuyện tình từ màn ảnh ra đời thực của 4 cặp đôi trên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu khán giả. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của họ đã chứng minh tình yêu không chỉ có trên màn ảnh mà còn tồn tại ngay ở những nơi phức tạp nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Bạn có suy nghĩ gì về chuyện phim giả tình thật của các cặp đôi Hoa ngữ? Hãy cùng chia sẻ với blog giải trí nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.